Vương Hạc Đệ ghen ra mặt nhìn Ngô Thư Hân thân thiết bên tình mới Trương Bân Bân trong xin chào thứ 7. Ngô Thư Hân đồng thời xuất hiện cùng Vương Hạc Đệ trong Thương Nan Quyết và tình mới Trương Bân Bân trong khu rừng nhỏ của hai người. Sau thành công của Thương Nan Quyết, cặp đôi Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ được người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình cả trong phim lẫn hiện thực. Tuy nhiên sau dự án cổ trang đình đám này, Ngô Thư Hân lại cho ra mắt thêm khu rừng nhỏ của hai người kết hợp cùng Trương Bân Bân và cũng nhận được sự chú ý không kém. Bất ngờ hơn, khi bộ phim khu rừng nhỏ của hai người đã được tuyên truyền trong xin chào thứ 7 có Vương Hạc Đệ làm chủ nhà, màn đụng độ giữa tình cũ và tình mới này của Ngô Thư Hân khiến dân tình phấn khích không thôi. Liệu rằng cả ba người sẽ có những tình huống đặc sắc nào sẽ xảy ra? Ngay từ những câu giới thiệu đầu tiên đã cảm được mùi thuốc súng của Tôn Thượng trong cuộc chiến giành Tiểu Lan Hoa. Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ host khách mời, khán giả và đặc biệt Trương Bân Bân, Vương Hạc Đệ tiêu sải đã bước đến bên Ngô Thư Hân. Ta ra lệnh cho nàng trở thành bạn đồng hành của ta, không được rời khỏi mắt ta. Đến lời thoại kinh điển của Đông Phương Thanh Thương cũng lấy ra rồi, nhưng tiếc là Ngô Thư Hân lại từ chối tấm chân tình đầy bá đạo này của anh để đứng quên cạnh tình mới. Đáp lại Vương Hạc Đệ bằng một câu hỏi khá phũ phàng, chàng là ai? Ta là Ngô Mỹ Nhân, ta không biết chàng. Cư dân mạng không khỏi tiếc thay cho Vương Hạc Đệ trước sự thật đau lòng này. Nhìn lại biểu cảm của Vương Hạc Đệ chỉ đầy sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, cuối cùng Tôn Thương phải chịu thua trước giáo sư. Tiếp đến là màn chào sân ấn tượng của cặp đôi Trương Bân Bân và Ngô Thư Hân, bài hát ngọt ngào đáng yêu làm khán giả chìm đắm trong tình yêu lãng mạn. Tuy nhiên không thoát khỏi sự so sánh với phiên bản tình yêu quyến rũ nguy hiểm của Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân đã từng trình bày trước đó trong xin chào thứ 7. Cá nhân bạn thích màn trình diễn nào hơn? Đến phần trò chơi cũng kịch tính không kém. Khi Vương Hạc Đệ đối đầu với couple mới Ngô Thư Hân và Trương Bân Bân, người hâm mộ còn soi rõ mồn một, ánh mắt đầy ghen tuông của anh chàng mỗi lần hướng về đối thủ. Không dưới một lần tam giác tình yêu của Ngô Thư Hân, Vương Hạc Đệ và Trương Bân Bân gây bất ngờ đến cho khán giả. Xuyên suốt thời gian ghi hình là những màn tranh đấu ngầm đầy kịch tính. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.